chào tất cả quý vị. Và hiện tại Hoàng Ân đang có mặt tại tầng 7 của trung tâm thương mại Gigamall Thủ Đức. Và chỉ ít phút nữa thôi thì tại không gian sang trọng này sẽ diễn ra buổi lễ khai trương nhà mẫu dự án Opal Skyline chuẩn mực sống sang tâm điểm Thuận An. Và đây cũng chính là nơi đặt nhà mẫu và sa bàn của dự án. Và ngay bây giờ hãy cùng với Hoài Ân tham dự sự kiện đặc biệt này nhé. Xin mời. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng ấm cúng, hạn chế tụ tập đông người nhưng vẫn đầy đủ các nghi lễ. Tất cả quý lãnh đạo, quý khách hàng và chuyên viên tư vấn đều tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn. Khu vực nhà mẫu cũng được khử trùng nước trong và sau sự kiện. Không gian tiếp đón sang trọng, rộng thoáng. Sa bàn dự án được đầu tư kỹ lưỡng ngay giữa trung tâm nhà điều hành. Được biết, Opal Skyline chính là dự án thứ tư của chuỗi các dự án Opal được đầu tư và phát triển bởi tập đoàn Đức Xanh. Đây chính là dòng sản phẩm tầm trung và cao cấp, thu hút đông đảo quý khách hàng trong những năm gần đây. Tại thời điểm này thì Bình Dương có dân số 2,5 triệu người và đến tới 2025 sẽ là 3 triệu người và 1 triệu người lưu trú thường xuyên, cộng với 45.000 chuyên gia nước ngoài và các kỹ sư về kỹ thuật cao, thì có thể nói rằng thị trường căn hộ và thị trường nhà ở của Bình Dương là một cái nhu cầu hết sức lớn. Và chúng ta có thể thấy là cái sự dịch chuyển của các nhà máy công xưởng từ trên thế giới về Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, thì chắc chắn Bình Dương và đặc biệt tại thành phố Thuận An sẽ đón đầu cái nhu cầu đó. Vì thế cái nhu cầu về nhà ở cho các chuyên gia và nhu cầu về nhà ở về căn hộ cao cấp ngày càng nhiều. Bởi vì chúng ta thấy rằng tại Thuận An GDP hàng năm là 6.200 đô la một năm, trong khi thành phố Hồ Chí Minh là 6.800. Như vậy có thể nói là cái chênh lệch GDP tại Thuận An và thành phố Hồ Chí Minh không khác biệt bao nhiêu. Điều đó nói rằng cái sự trù phú và cái sự thịnh vượng đô thị hóa của Thuận An là rất tốt, và nó làm tiền đề để lôi kéo sản xuất công nghiệp dịch vụ, và nó tạo nên một cái thị trường bất động sản, thị trường căn hộ hết sức sôi động. Và chúng tôi tin chắc rằng với Opal Skyline, với những thiết kế tối ưu hóa về mặt diện tích, thì chắc chắn nó sẽ đảm bảo được cái nhu cầu nhà ở đô thị hiện đại dành cho thị trường Bình Dương và thị trường khu vực phía Nam nói chung. Và chắc chắn Opal Skyline sẽ là một điểm sáng trong toàn cảnh đô thị và nhu cầu căn hộ tại thành phố Thuận An và tỉnh Bình Dương. Sự kiện thu hút hàng nghìn khách hàng đăng ký tham quan và trải nghiệm tổ ấm tương lai của mình trong ngày khai trương. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19, ban tổ chức đã sắp xếp lịch trình tham quan thành từng nhóm nhỏ, theo từng khung giờ khác nhau trong ngày. Mỗi đợt tham quan gồm 2 nhóm, mỗi nhóm tối đa 6 khách hàng và 6 nhân viên kinh doanh. Tổng thời gian tham quan 2 căn hộ mẫu khoảng 12 phút trên một đợt, đảm bảo tất cả các khách hàng có nhu cầu tham quan đều được tiếp đón chu đáo nhất. Các căn hộ mẫu được thiết kế khá thông minh với mặt bằng rộng và nội thất cao cấp. Được biết, thiết kế của Opal Skyline luôn đề cao yếu tố thẩm mỹ, tiện nghi và hiện đại, đảm bảo sức khỏe cho gia chủ. Chúng tôi không muốn lặp lại tất cả những cái hình ảnh kiến trúc hiện tại có trên thị trường, và không muốn lặp lại cái sự khô khan của chung cư. Một tòa nhà chung cư lặp lại các tầng giống nhau, như chúng tôi đã tạo ra một cái mặt đứng làm sao từ dưới khối đế cho đến phần thân và trên đến đỉnh mái, là sự kiến trúc thay đổi, có sự thay đổi nhưng vẫn có một cái tổng thể thống nhất là nhấn các cái phân vị dọc, nhấn vào màu sắc để tạo ra một cái không gian kiến trúc, một cái hình ảnh kiến trúc đặc sắc, hiện đại, hoành tráng và hướng tới tương lai, hướng lên trời cao. Đó là cái giá trị của cái thiết kế của dự án Opal Skyline. Xin chúc quý cư dân khi về đây sinh sống sẽ được hưởng thụ một cuộc sống bình yên nhất, an toàn nhất và hạnh phúc nhất. Xin cảm ơn. Opal Skyline được thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng đến sự tối giản vật dụng nội thất nhưng vẫn đầy tinh tế và sang trọng, được trau chuốt tỉ mỉ đến từng góc nhỏ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng là những gia đình trẻ, các chuyên gia nước ngoài hay các gia đình đa thế hệ mong muốn sở hữu một căn hộ thông minh với đầy đủ tiện nghi. Dù phải tuân thủ theo lịch trình sắp xếp từ ban tổ chức để được vào tham quan, nhưng đa số khách hàng đều rất hào hứng và tỏ ra hài lòng khi được chứng kiến thiết kế đẹp mắt của các căn hộ mẫu. Sau khi tham quan nhà mẫu thì chú thấy là cái thiết kế nó hợp lý. Mình không nghĩ là một cái dự án ở trên Bình Dương mà lại được Đất Xanh đầu tư một cách chỉnh chu và cao cấp như vậy. Mình rất là hài lòng với nhà mẫu, thiết kế bố trí rất là hợp lý, đồ nội thất lên cũng rất là xinh đẹp, và mình thấy vị trí cũng khá tiềm năng trung tâm của Thuận An. Mình nghĩ là chắc là mình sẽ đầu tư ít nhất là một căn ở đây. Opal Skyline gồm 2 tòa tháp cao 36 tầng với tổng số 1.506 căn hộ và 24 căn shop house. Giá khởi điểm giai đoạn 1 chỉ từ 1 tỷ trên 1 căn 1 phòng ngủ. Đặc biệt, khách hàng mua giai đoạn đầu sẽ được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như tặng Honda Airblade cho tất cả khách hàng Opal Skyline, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 11%, trả góp 0% lãi suất, ân hạn nợ gốc đến 18 tháng, chỉ thanh toán 30% đến khi nhận nhà. Và qua những gì chúng tôi đã chia sẻ, quý vị cũng đã cảm nhận được những ưu điểm vượt trội của dự án. Và với sự khan hiếm nguồn cung hiện nay trên thị trường, chắc chắn rằng Opal Skyline sẽ là một sản phẩm tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản Bình Dương trong năm 2020, cũng như trở thành một nơi an cư lý tưởng và cơ hội đầu tư tuyệt vời cho quý khách hàng. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở sự kiện tiếp theo của tập đoàn Đức Xanh.